tôi vẫn luôn luôn rất là tâm đắc, sung sướng khi nghĩ đến các thánh tử đạo Việt Nam. Sự kiện hiện là một trung tâm tổ chức các sự kiện công giáo quan trọng của Tổng giáo phận, của giáo tỉnh Hà Nội và có khi của cả Giáo hội Công giáo Việt Nam. Như năm 1912, Công đồng Bắc Kỳ họp tại sự kiện, cũng gọi là Công đồng Kẻ Sở. Và gần đây, năm 2009, là thính lễ khai mạc toàn quốc năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm truyền giáo tại Việt Nam và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Năm 2010, có hội ngộ niềm tin của giáo tỉnh nhân dịp năm Thánh 2010, quy tụ 820 linh mục đến từ 10 giáo phận miền Bắc. Năm 2012, kỷ niệm 100 năm Công đồng Kẻ Sở. Năm 2013, kỷ niệm 25 năm tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam. Năm 2015, Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội với 22.300 tham dự viên. Ngoài ra thì còn các thánh lễ khai mạc năm Đức Tin, khai mạc bế mạc năm Thánh Lòng Thương Xót, vân vân. Vậy, đến với sự kiện thì chúng ta tìm được những gì? Tìm lại được quá khứ hào hùng của các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là các thánh tử đạo Hà Nội, để từ đó hiểu hơn lịch sử đầy thăng trầm của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Và trung tâm hành hương sự kiện nổi bật với khu trưng bày các thánh tích của các vị tử đạo như sợi dây trói của cha thánh Phêrô Lê Tùy, hũ đất thấm máu của thánh Ven, xiềng xích, gông cùm, các vật dụng tra tấn, các thẻ ghi án lệnh, bia mộ, vân vân. Đặc biệt là hộp sọ của cha thánh Phêrô Thi hoặc xương thánh của thánh Andre Dũng Lạc và 14 bức tranh vẽ lại cảnh tử đạo được lưu trữ tại Hội Thừa Sai Paris bên Pháp cũng được sao chụp nguyên vẹn và trình bày ở nơi đây. Còn Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm sự kiện xưa kia là nhà thờ chính tòa của địa phận Tây Đàn Ngoại, tức là Hà Nội, mang tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm, khởi công xây dựng vào năm 1877 và khánh thành vào 5 năm sau đó, 1883, dưới sự chỉ đạo của Đức cha Virginie Phước. Nhà thờ này được xây với lối kiến trúc Gothic, tức là lối kiến trúc phương Tây thịnh hành của thời Trung Cổ. Chiều dài 67 thước, chiều rộng 31 thước, chiều cao 23 thước. Nhà thờ có 5 lòng, gồm 9 gian và 4 hàng cột. Hai ngọn tháp cao 27 thước, treo 4 quả chuông. Quả nhất, nặng nhất là 2.464 kg và quả nhỏ nhất nặng 318 kg. Bàn thờ thì được sơn son thép vàng, chạm trổ rất là tinh vi, mang đậm nét văn hóa Á Châu. Do đó, nhà thờ là sự giao hoa văn hóa Đông Tây. Còn chính cái tâm hồn của chúng ta thì chúng ta cũng phải có một cái tinh thần sám hối, phải chấp nhận những sự hy sinh, phải chấp nhận cái sự từ bỏ. Và chúng ta biết những điều đó thì nó đòi hỏi ở nơi chúng ta nhiều sự can đảm, nhiều sự hy sinh. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể chiêm ngắm
học hỏi gương của các thánh tử đạo, phải nói rằng là chúng ta có những cái gương sống động, những cái gương rất là cụ thể, những cái gương rất là gần gũi. Tôi vẫn luôn luôn rất là tâm đắc, sung sướng khi nghĩ đến các thánh tử đạo Việt Nam. Thời kỳ có nhiều cái thử thách, có nhiều sự cám dỗ, không nhất thiết là phải đổ máu mình ra mới gọi là chứng nhân của đức tin, mà cái cách sống chúng ta, cách sống tin mừng của chúng ta, bất cứ ai cũng đều được mời gọi nên thánh. Dù sống trong cái hoàn cảnh nào, ai cũng có một gia đình, và có nhiều khi trong gia đình đó mình là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người anh, người em, thì mỗi một người trong cái cương vị của mình làm cho tròn thì mình đã là chứng tá của Chúa, chứng tá của tin mừng. Để tu sĩ thì chính cái đời sống thánh hiến, chính cái chứng tá của việc sống ba đời phiên phúc âm, đó là cái nên thánh, đó là cái gương để mà rao giảng tin mừng, từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Còn đối với linh mục thì chúng ta hãy trở nên những mục tử như Chúa Giêsu đã mong ước. Hãy học cùng tôi hiền lành và khiêm nhường. Mà nếu một người linh mục trong cái sứ mạng truyền giáo, trong cái sứ mạng cai quản, trong cái sứ mạng thánh hóa, mà luôn luôn là một người hiền lành và khiêm nhường như Đức Kitô, thì tin mừng của Chúa sẽ được đón nhận. Thì chúng ta phải đến với Đức Mẹ, mà Đức Mẹ chính là nữ vương các thánh tử đạo. Mừng lễ các thánh tử đạo, chúng ta đã có một người mẹ là cái chứng nhân rất là mạnh mẽ. Vì qua cái lời xin vâng, Đức Mẹ đã có thể nói là từ bỏ tất cả để cho thánh ý của Chúa được thực hiện trong cái cuộc đời của mình. Và chúng ta cùng nhau nỗ lực để biến năm thánh này trở nên thời kỳ cứu độ cho chúng ta và cho tất cả mọi người.